LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào các bạn, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình thêm một lần nữa. Và ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại lóc cóc sang bên BLBL đấy, để xem là bên kênh của Honkai Impact 3 đang có một cái video clip mới đây, review của nó đây. Ok, và mình và các bạn cùng nhau xem là ở cái clip mới này có cái gì. Mình thì mình chưa xem cho nên mình cũng không biết là nội dung của nó là cái gì đâu. Honkai Impact 3 này, ok, đội thám hiểm Star Wars tập đặc biệt mới trực tiếp luôn, và nó vừa mới được phát sóng vào lúc 12 giờ ngày 11 tháng 1 luôn, vậy là vừa mới đây luôn đó. Ok, để xem là có cái gì. Ước gì là cái này hiện trạng đây là nó có một cái, nó là một cái event, một cái sự kiện, nhưng mà chỉ có ở bên server chung thôi. Và ước gì là nó có ở bên server C, nó có ở Việt Nam thì tốt biết mấy. À, để xem nào. Nó là một cái giống như kiểu là ra mắt phiên bản mới ấy, mọi người. Ở đây là tất cả mọi người. Tiếng to quá. Nó là một cái sự kiện nó có thể gọi là na ná Hojo Fest, nhưng mà lại không phải là Hojo Fest. Đấy nha, có thì mọi người sẽ được trải nghiệm ở trên cả smartphone, có cả ở trên đây, có dàn riêng cái dàn máy tính này, là tất cả mọi người đều được trải nghiệm beta 7.3 luôn rồi. Vậy nó không còn là beta đóng nữa, mà lần này nó là beta công khai luôn, nhưng mà chỉ có những người được mời mới được trải nghiệm nhé. Đây có cả, mọi người thấy không, có cả quà luôn nhá. Đây, mỗi người tham gia đều có quà đem về luôn, sướng ha. Standy các thứ, bánh kẹo này. Đó, Honkai Impact. Đó, thấy không? Trời, ước gì nó mở bên Việt Nam. Đấy, phiên bản 7.3 này sẽ được ra mắt gần sắp tới rồi đấy. 7.2 bên server chung thì nó cũng sắp kết thúc rồi. Đây, mọi người thấy không? Tất cả mọi người đều đang được trải nghiệm này. Tất nhiên rồi, là ba nhân vật mới đây, ba nhân vật mới 1, 2, 3, ba con bé này. Vậy là con bé này cũng là một Valkyra gây sát thương điện luôn, vậy là hai Valkyra điện và một Valkyra gây ra sát thương lửa. Đấy, có đây hai từ từ nhá. No, đâu rồi, đây. Đây là hai cộng tác viên thì cũng chưa biết chính xác nó là như thế nào, nhưng mà cứ gọi nó na ná giống như kiểu là vai trò của nó giống như nhân vật trận chiến ấy, hoặc là giống như kiểu một nhân vật ở trong A4 2. Đó, chúng ta có một nhân vật mà mọi người được trải nghiệm là mọi người có thể chọn main nam hoặc là main nữ đấy, với lại một con bé rank S free, à không, con bé này là gacha, còn con bé này là free này, có tên là sông quê. Đấy, đây là cái kết hợp giữa cộng tác viên đấy mọi người. Mọi người cứ thấy cái đấy lực nó là mới không? Mọi người thấy không? Phần 2 này nó rất là nhiều thay đổi, nó có vô cùng là nhiều những tính năng mới. Đây là Senadia này, một Valkyra sử dụng vũ khí là Zoro. Đây thì là một nhân vật thuộc hệ bụi sao gây ra sát thương điện. Mọi người nhìn này, nó có thêm mấy cái icon mới, mình cũng chưa biết nó là cái gì, nhưng mà tạm thời thì có những cái icon bên trái này thì chúng ta biết này, một Valkyra tấn công sát thương điện này, đối không và có cả thu hút luôn và có cả space. Ok, đây là nam chính chủ lực nha.
sử dụng vũ khí là Zoro. Còn cái con bé tai thỏ ấy là một nhân vật thuộc hệ dị năng gây ra sát thương lửa. À, còn con bé tóc vàng Hylia thì là thuộc hệ robot. À, mình thấy nó mất cái này nhỉ? Nó là thuộc hệ robot và cũng gây ra sát thương địa luôn nha. Chúng ta sẽ có một cái team, nó gần như là một cái team Chiyo Sa Hỏa. Chúng ta tạm thời gọi là Chiyo Sa Hỏa đi. Có một số bạn hỏi là đây có phải là open world không, thì cái này nó là cốt truyện luôn nhá, chương mới bong. Để chúng ta có một phần gọi là con bé Senadia còn nói chuyện với lại kia Na trên sao hỏa cơ mà. À nhờ xin lỗi, trên mặt trăng, người sao hỏa gặp người mặt trăng. Sướng nhở. Nhưng mà cái này chắc tổ chức bên Việt Nam chắc người Mỹ không có cửa đâu. Trời ơi, mọi người đâu một dàn máy, máy nào cũng có beta luôn. Hết rồi. Ok, và đây như mọi người thấy này, đây thì nó là cái giao diện của, đây là cái giao diện mới của phiên bản 7.3 luôn. Đấy mọi người thấy không? Này, kéo cái này này, xong có thanh máu của boss này. Đó, nói chung là nó thay đổi rất là nhiều. Và Dương, mọi người nhìn cái thanh bên, mọi người nhìn cái thanh bên phải này. Ôi dồi, một đống luôn, chúng ta có tích hợp cả chiêu nhảy này, xong có Q, Y này, một số nút né này. Ok, tấn công thường, tấn công nhánh, xong rồi nó có rất là nhiều những thứ được tích hợp trong đây luôn. Mọi người nhìn thì giống như là ở trong Open World đúng không? Mà nó tích hợp hết vào luôn. Ok. Đấy, mình như là tấn công tần suất cao này. Khác, thật sự là thay đổi rất là nhiều. Có hai con bé cộng tác viên. Nhìn cười vậy. À đây nữa. Tức là cộng tác viên đây thì chúng ta sẽ có một cái skill như thế. Cũng có cả giữa đầu nhỉ. Pew. Đấy, bây giờ chúng ta chơi game còn có cả thêm một nút gọi là nút nhảy nữa mọi người. Chứ cái làm gì có nút nhảy đúng không? Không có, bây giờ có thêm cả nút nhảy nữa. Đâu nhỉ, để mình xem thì cho nhân vật cộng tác viên giới thiệu một xíu cho mọi người xem. Nói chung là những đứa cộng tác viên ấy thì nó có một cái vai trò là support giống như là nhân vật trận chiến ép thôi, nhưng mà nó đương nhiên là nó sẽ khác rồi. Và những cộng tác viên mới thì sau này nó sẽ có thêm rất là nhiều chắc chắn rồi. Đấy là một điều rất là chắc chắn. Hai đứa, một đứa là main chính mọi người chọn, main mà mọi người chọn là The Free nhá, với lại cái con bé sông quê thì là hàng gacha. Đấy, nó là nhân vật cộng tác viên rank S, cho nên mọi người có thể nâng lên mức rank SS luôn. Bởi hiểm là 60 nháy chắc chắn sẽ nhận được Valkyria này. Gì nữa nhỉ, cộng tác viên đó. Đúng rồi, và sau khi có một skill kết hợp giữa cộng tác viên với lại nhân vật chính người chơi luôn, là mọi người cũng nhìn đấy, nó có một cái hoạt ảnh đấy. Đâu cầm búa luôn này. Ôi sợ, đây là gì, là một nhân vật sử dụng búa. Búa là vũ khí hoàn toàn mới nha. Và nhân vật này thì được free toàn bộ, từ nhân vật cho đến dàn gear và chân phái luôn là đều được free cả. Một nhân vật gây ra sát thương lửa. Và mình không biết vì sao nhưng mà mấy bé này thì bị trời chê khá nhiều. Ôi giời,
Cái con bé tay thỏ nó còn lấy cái búa để làm lướt ván cơ. Hài lắm mọi người. Nói chung là đây là một cái phiên bản phải gọi là rất là đáng mong chờ. Có rất là nhiều sự thay đổi và cập nhật mới. Nhiều lắm, cho nên mọi người cứ thoải mái mà trải nghiệm luôn. Mà dựa trên cương vị là một người chơi thì mình thấy rằng là game nó thay đổi thì nó sẽ tạo ra được nhiều trải nghiệm mới cho tất cả mọi người thôi. Và đương nhiên rồi, trải nghiệm mới thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những thứ thú vị. Và ok, và mọi người hãy cứ enjoy để chuẩn bị được đón cái phiên bản 7.3 này. Nice mà. Đâu có đến nỗi đột cả mọi người chê nhiều thế không biết. Ok, còn bao giờ có beta? Ôi dồi ôi, còn lâu. Nếu mà đợi beta bên server kia thì còn lâu lắm. Bây giờ thì trước tiên là mọi người cứ hóng bao giờ nó cập nhật đến bên server chung là mình sẽ lên video review tuần đầu tiên, tuần thứ hai, tuần thứ ba. Ok, những cái đấy thì sẽ là những cái gọi là first look đầu tiên của phiên bản chính thức nha. Còn đây thì nó chỉ là beta gọi là mở một xíu thôi. Trước kia cái đợt beta của phiên bản 7.2 đấy là nó đóng kín luôn, là nó không cho bất kỳ một ai tiếp cận luôn đó. Ok, và mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ video giúp mình nhá. Và bây giờ thì chúc các bạn có một ngày giữa tuần thật là vui vẻ. Bye bye.